nản quá mọi người à. Chắc là phải đi về quá à. Giờ nãy giờ có tiếng đồng hồ rồi, nó dèm đơn rồi, không có đơn nào để chạy. Mình đang dần ở trên đường Trần Hưng Đạo, khúc này là quận nhất, khúc dưới kia là quận 5. Nóng ghê luôn á. Nó già luôn hai đờ của người ta rồi. Chạy được hai đờ nó già luôn rồi. Thôi đi về. Đi qua tất cả mọi nơi luôn.
đâu nhiều khách. Tôi nhìn thấy là một con gió nó sướng hơn. Và đó lúc mình tự hỏi, ví dụ như là bây giờ mình tập cái con gió này đi, rồi ở một cái phương trời nào đó tới chúng ta có gặp một cái con gió, thì không biết là có phải là cái con gió đó đã từng thở ra mình hay không. Mà nếu mà nó từng thở ra mình như vậy thì tôi ấy có cảm nhận được hay không, không biết. Nói chung là mình rảnh quá mình suy nghĩ buông qua thôi à, chứ không có gì đâu. Thôi trời cũng mưa rồi, đi về tắt máy đi về đi. Dẹp khỏi chạy khỏi vậy đó. Kiếm được 70.000 bạc đủ rồi. Cháu nó chuyển sang chạy vào lúc buổi tối. Buổi tối thì hy vọng là nó sẽ có nhiều nước hơn, với lại buổi tối nó sẽ mát hơn bây giờ. Bây giờ tuy là bây giờ trời chuyển mưa thì mới mát hơn, nhưng mà lúc nãy thì trời nóng quá, thật sự luôn. Thời tiết nóng quá, mình chạy biết chứ mình bị chạm dây á, cái là bị thần kinh luôn.